Trầu. Trầu có nghĩa là một thứ tước vị chỉ vào những thần nữ, được trực tiếp phục vụ cho các mẫu. Những trầu có trách nhiệm cai quản, gọi là tứ vị trầu bà. Có bốn bà mẫu thì phải có bốn vị trầu trực tiếp phục vụ. Các bà cũng được xếp theo các dòng thiên phủ, địa phủ, nhạc phủ và thủy phủ. Tứ vị trầu bà. Trầu bà gồm có bốn vị, mỗi vị phục vụ trực tiếp cho một thánh mẫu. Nhưng thánh mẫu Liễu Hạnh đã được ở cùng một ngôi với mẫu Cửu Trùng, nên chỉ còn có ba, một vị trầu bà nữa được phân công trách nhiệm khác. Về trầu đệ nhất, vị này phục vụ cho mẫu Thượng Thiên và mẫu Địa, và cũng có khi là hóa thân của hai mẫu trên. Bà được ở ngôi đền chính Vũ Bản Phù Dày. Bà cũng được gọi là bà Cửu Thiên, do chữ Cửu Thiên Huyền Nữ dành cho mẫu Cửu Trùng. Trầu đệ nhị, vị này là hóa thân của mẫu Thượng Ngàn, được xem là vị thống soái trong các hàng trầu thuộc nhạc phủ. Lĩnh vực của bà là các hang động, núi non. Vốn dòng công chúa thiên thai, dáng về hạ giới, quản cai Thượng Ngàn, quản cai các lũng các làng. Sơn tinh cầm thú hổ lang cúi đầu, Thượng Ngàn đệ nhị tối linh, ngôi sao công chúa quyền hành núi non. Bà là con gái của gia đình dân tộc thiểu số Đông Cuông, Yên Bái. Bà được mặc áo màu xanh. Về trầu đệ tam, trầu là hóa thân của bà Mẫu Thoải, phụ trách coi sóc thủy cung. Đền bà ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa được gọi là đền Hàm, Hàm Sơn. Muôn dân thiên hạ đâu đâu, quyền bà cai các bộ hầu nàng tiên. Ban công ban lộc tiếp tài, độ cho già trẻ đời đời hiển vinh. Vì trầu đệ tứ, người ta gọi bà là đệ tứ không sai, quyền cai bốn phủ. Bà đứng đầu địa phủ, mặc áo màu vàng. Bà đệ tứ không sai Thượng Thiên, kiểm tra thiên phủ, hoặc có khi mặc áo trắng múa mái chèo, lại thành trầu thải phủ. Đền của bà là đền Cây Thị, Thanh Hóa. Quản cai tam phủ công đồng, quyền trầu coi sóc đền rồng vào ra. Các hàng trầu thuộc nhạc phủ và thủy phủ, đó là các trầu dưới tứ vị trầu bà, điện thờ ở nhiều nơi từ Thanh Hóa trở ra ngoài Bắc, đều được gọi chung là các trầu và được tôn kính như nhau. Trầu địa ngũ, đền thờ bà ở Suối Lân, Hữu Lũng, Lạng Sơn, trên bờ sông Hóa. Có truyền thuyết nói bà là một công chúa đời nhà Lý, đi tắm bị giải quấn rồi hóa thần. Bà được xem là nữ thần phụ trách việc nông tang dưới bóng Mẫu Thoải, dòng thủy phủ. Về trầu đệ lục, trầu lục, bà thuộc dòng nhạc phủ. Dưới bóng trầu đệ nhị, bà thuộc dân tộc Nùng, được thờ ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Trầu đệ thất, bà được thờ ở Tiên La, Thái Bình, là một vị tướng dưới quyền của Bát Nàng tướng quân trong khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Bà cũng thuộc dòng nhạc phủ. Về trầu đệ bát, tức trầu đồng mỏ, trầu này còn được gọi là trầu Bát Nàng, thuộc dòng nhạc phủ. Bà được thờ ở đồng mỏ Lạng Sơn. Bát Nàng chính là Vũ Thị Thục, một vị tướng của Hai Bà Trưng.
nhưng cũng có thuyết cho rằng chầu này không phải là vị thần xa xôi như vậy. Bà cũng là nữ tướng phụ trợ cho quân ta đánh thắng Liễu Thăng ở Chi Lăng gần Đường Mỏ. Chầu Cửu Đỉnh, tức là chầu thứ 9, được thờ ở thôn Cửu Đỉnh, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Bà thuộc dòng Thiên Phủ, hầu bà Mẫu Thượng Thiên, tức Mẫu Cửu Huyền Thiên Nữ. Về chầu 10, Đồng Mỏ, bà thuộc dân tộc thiểu số, dân tộc Thổ, ở thôn Mỏ Ba, thị trấn Đồng Mỏ, Lạng Sơn. Bà có công giúp Lê Lợi đánh tan giặc Liễu Thăng hồi đầu thế kỷ 15. Gặp thời Thái Tổ Trung Hưng, theo vua diệt giặc Liễu Thăng hàng đầu, vua sai trấn giữ các châu khắp Hòa xứ Lạng, địa đầu Giang Sơn. Về chầu Bé, còn gọi là chầu Bé Bắc Lệ, chầu Bé Thượng Ngàn, bà là người dân tộc thiểu số. Bà được thờ ở Công Đồng, Bắc Lệ, Linh Từ, thuộc xã Tân Thành, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Hồi đồng bào
sườn sao thì đêm hồng vì đâu qua tới nhà rơi khắp nơi nơi xin quanh miếu đô bầu trời bước tiếp ta vào đi tới đâu chú đi tới đâu tỏ đòn hoa sao từ về bên kia sẽ chia ngã bao anh tới bao giờ nào đem cho họ sâu sắc đời đời chưa đem cho.